Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Như chúng mình đã đưa tin, thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo chia tay sau gần 2 năm chung sống đã khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Mới đây thì đại diện cả hai bên đã chính thức lên tiếng, tiết lộ lý do dẫn đến việc ly hôn này. Giống như đám cưới thế kỷ vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, sáng nay Song Joong Ki và Song Hye Kyo một lần nữa lại khiến làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin chính thức ly hôn sau 2 năm chung sống. Phía Song Joong Ki cho biết, tôi rất tiếc phải thông báo cho các bạn về tin không hay này. Chúng tôi đang trải qua quá trình giải quyết vụ ly hôn. Cả hai đều hy vọng sẽ có quá trình ly hôn êm đềm, thay vì đổ lỗi cho nhau vì những lỗi lầm của mình. Ngay sau đó, Song Hye Kyo cũng đưa ra thông báo chính thức của mình thông qua công ty quản lý. Người đẹp tiết lộ lý do ly hôn là bởi cả hai không hợp nhau trong tính cách. Nguyên văn dòng trạng thái của UAA Entertainment. Xin chào, đây là công ty đại diện UAA của Song Hye Kyo. Diễn viên của chúng tôi, Song Hye Kyo hiện đang làm thủ tục ly dị chồng sau khi cả hai xem xét kỹ lưỡng. Lý do là bởi vì sự khác biệt trong tính cách của họ. Cả hai không thể vượt qua sự khác biệt và điều đó dẫn đến quyết định này. Chúng tôi xin mọi người hãy hiểu rằng chúng tôi không thể xác nhận nhiều thông tin chi tiết hơn được nữa bởi vì đây đều là cuộc sống riêng của cả hai diễn viên. Công ty quản lý cho biết Song Hye Kyo sẽ đóng phim và chuyển trọng tâm sang Trung Quốc nhiều hơn sau khi ly hôn. Đây được xem là thị trường tiềm năng và nữ diễn viên cũng rất được đón nhận tại đất nước này. Hoạt động nhiều hơn tại quốc gia đông dân nhất thế giới có thể là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ minh tinh, đồng thời làm giảm bớt những tin đồn thất thiệt hậu ly hôn. Song Hye Kyo là một trong những diễn viên đình đám người Hàn Quốc. Cô nổi tiếng khắp châu Á qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình như Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy hay Hậu duệ mặt trời. Nữ diễn viên cũng từng được biết đến khi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với nam tài tử Song Joong Ki trước khi đường ai nấy đi. Và mọi thông tin tiếp theo về sự việc ly hôn của cặp đôi đình đám này, chúng mình sẽ liên tục cập nhật đến cho các bạn. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.